Xin chào mọi người đã đến với kênh của Tính Nông Cơ. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người đó là cái bộ cần máy cắt cỏ, mà bộ cái khúc mà từ trên xuống dưới á. Khi mà cái máy cắt cỏ ở bà con nông dân của mình nó bị hư, ví dụ là hư cái bộ ống cần phía dưới đây nè, ví dụ nó bị gãy, ví dụ trường hợp là khách sáng nay thì khách đem tới là cái máy Honda GX 35 mà nó bị gãy khúc này luôn, nói chung là nó bị cũ toàn bộ khúc này, kiểu là xài lâu rồi nó mục á. Thì thay vì mình mua một cái máy mới thì mình có thể là chỉ cần mua bộ cần phía sau thôi, nó chỉ có vài trăm ngàn và mình có thể là hoạt động lại bình thường, mình đỡ tốn tiền. Cái máy GX hồi đó khách mua của Trung Quốc là tới 2 triệu mấy, 3 triệu mấy cái á, giờ mình hai chỉ vài trăm ngàn thôi. Em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Với một cái bộ ống cần như thế này thì mọi người sẽ có, đó là đầu tiên là một cái tâm như thế này, cái ống cần là ti nó, cái này nó có cái đồ trợ lực chỗ này luôn ha, và nó có một cái bao da, cộng thêm chỗ này thì nó sẽ có cái đồ móc ống cần để mình móc dây á mọi người, bà con nông dân. Rồi cộng thêm đó là cái tay lái, cái tay lái này là cái loại tay lái nồi xịn như mọi người, nó phải là tay lái bóp mà tay lái có công tắc ở đây, và mình lên ga nằm ở vị trí này luôn, rất là xịn luôn. Rồi ví dụ cái đầu máy của mọi người nó còn tốt, nó còn đẹp như thế này nè, đó mình chỉ cần về thay thế cái gắn cái đầu máy qua cái ống cần này là mình sẽ được một cái bộ ống cần mới hoạt động rất là tốt rồi. Tiếp theo đó là cộng thêm đó là một cái dây đeo, nhưng mà dây đeo là dây đeo cặp đó, cái bao da luôn, nó sẽ ốp ngay chỗ cái đùi của mình hoặc là ngay chỗ cái bên hông của mình á, chứ không phải là một cái dây đeo loại bản nhỏ hay bản to gắn vô mình ốp lưng như luôn nè, rất là tiện lợi và nó an toàn nữa. Rồi cộng thêm đó là mọi người sẽ có đó là một cái đầu bò phía này, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn nha mọi người. Cái này là em có hàng trong bịch đó, tháo ra nó dơ nên em để luôn. Rồi cộng thêm một cái chắn cỏ này là loại trung trung nha mọi người, này chắn cỏ gắn vị trí này. Cộng thêm đó là một cái lưỡi cắt cỏ, đây lưỡi này lưỡi dày nha, lưỡi cắt cỏ đó, lưỡi cắt cỏ. Bên đây thì cũng có nhiều lưỡi cắt cỏ khác ở ngay chỗ cái ở cái video ở trên em có đăng á mọi người xem, mà nếu mình thích cái lưỡi cắt cỏ nào phù hợp địa hình, ví dụ là mình phát quang nè, mình trồng cây muốn bảo vệ cây trồng nè, hoặc là phát quang những cây rậm lớn, bụi lớn rồi đó, cỏ lớn, hoặc là những cái ổ cước mà nó tự động kéo dây nữa đó, có nhiều loại trong đó, mọi người xem mình thích loại nào thì bà con có thể nhắn cho em ha. Rồi cộng thêm đó là một cái bộ đồ nghề, cái bộ đồ nghề của cái này, bộ đồ nghề đi theo cái bộ ống cần này luôn đó, mình sửa chữa mình thay thế có trục trặc gì á, lấy cờ lê nè, đồ tháo bugi nè, lục giác nè, đó chỗ ốp cái chỗ cái bát ốp cái chỗ cái ống cần nè, rồi mấy cái bát ốp luôn, rồi ốc nè, mấy cái con lục giác đầu đồ, ốc lục giác nè, đó. Nói chung một bộ như thế này thì giá thành nó cực kỳ rẻ mọi người, đó là chỉ 598 ngàn là mọi người sẽ có một cái bộ ống cần như thế này, 598 ngàn. Hàng này là hàng loại tốt nha mọi người đó, chứ hàng bình thường thì nó không có cái miếng trợ lực ở trên đây, một cái ống bình thường thôi, 598 ngàn một bộ như này, mình thay thế vô cái máy, cái đầu máy mình sẽ tận dụng lại được. Rồi mọi người, bà con nông dân ở nhà mình đang sử dụng máy mà có trục trặc gì cái phần phía cuối thì có thể sửa bên em ha. Bên em thì có bán nhiều loại máy móc và phụ tùng đồ nghề, có nhiều loại luôn, cắt cỏ cắt dây hay là cắt. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, bà con có thể là vào những video phía trước em có đăng những cái phụ tùng khác và những cái máy khác, rồi cần dòng máy nào thì liên hệ bên em.